Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại hóa đến cái đích thu nhập cao và hùng cường. Đó là những gì mà ông KLM và Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và đó cũng giống như là mục đích của ông đưa ra. Nhưng từ trước đến nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng thừa hiểu rằng KLM và Nguyễn Xuân Phúc chỉ là cái đầu tàu của tất cả các đầu tàu ở Việt Nam thì ở đâu cũng trở thành đầu tàu cho nên cứ rằng co mãi đầu nào cũng muốn chạy cho nên ở giữa cứ nát bét ra tại hội nghị tại Hà Nội năm 2020 hợp tác đầu tư và phát triển sáng ngày 27 tháng 6 năm 2020 vừa qua ông Thủ tướng Caldwell Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt hân hoan của chú tiểu trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án với tổng mức đầu tư 405.000 tỷ Việt Nam đồng cùng với một câu phán tràn trề hy vọng hai lỗ một cua như sau. Nếu như rơi rớt chỉ còn 60% của các dự án này đi vào sản xuất kinh doanh thì đã thành công trong bối cảnh thế giới hiện nay. Và thực tế cho thấy thường thì khoảng 50% các dự án ở Việt Nam được cấp chứng nhận đầu tư được triển khai đúng với cam kết đầu tư năm 2019 con số này ở nhóm dự án vốn FDI là 58,1% tính theo tỷ lệ vốn đã được giải ngân vốn đăng ký của tất cả các dự án có giấy phép đầu tư còn hiệu lực. Đối với các dự án nội tỷ lệ còn thấp hơn rất nhiều. Như vậy nếu chẳng có dịch cúm tàu và suy giảm nền kinh tế với quy mô toàn cầu trong bối cảnh hiện nay thì con số thực tế luôn thấp hơn con số kỳ vọng là 60% của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc đang đếm cua trong lỗ. Vào đầu tháng 3 vừa qua, ban kinh tế trung ương của chính phủ cũng đã cảnh báo nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng thì 74% doanh nghiệp khối tư nhân sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản. Một báo cáo khác của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong tháng 4 2020 đưa ra những kịch bản đánh giá mức độ suy thoái kinh tế, trong đó có nhấn mạnh nếu dịch kết thúc trong tháng 6 năm 2020, ngành thương mại dịch vụ suy giảm khoảng 30 đến 40%, xuất nhập khẩu giảm 25%, dịch vụ vận tải logistics giảm 20 đến 30%, dịch vụ giáo dục giảm 35 đến 65%, doanh thu du lịch giảm 40% khách du lịch giảm 30 đến 4%, dịch vụ y tế tăng 25 đến 60%. Tuy nhiên, các đánh giá đơn lẻ này còn không tính toán tới các tác động cộng gộp của các cuộc chiến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và chính thức trở thành một cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai. Các yếu tố địa chính trị đang thay đổi chóng mặt tại khu vực châu Á cũng như sự dịch chuyển và đứt gãy của chuỗi cung, 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 cung ứng toàn cầu mà việt nam không nằm ngoài ảnh hưởng đó với mức độ tàn phá kinh tế không có điểm dừng trên quy mô toàn cầu bởi tất cả các yếu tố mà biến số không lường trước được mọi con số tăng trưởng theo ý chí của các nhà lãnh đạo chỉ là câu chuyện nói cho vui thôi thì không trách được ông clmv nguyễn xuân phúc vì với mớ kiến thức kinh tế chấp vá được tư vấn bởi những chuyên gia kinh tế như trưởng ban Nguyễn Đức Kiên thì việc chẳng nắm được thực tế nền kinh tế đang sắp lười thở của cũng là một điều dễ hiểu. Những lãnh đạo Cộng sản thường có thói lộng ngôn phát biểu to tát chém gió thành bão cũng là chuyện xưa nay vẫn thế. Ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng ngoại lệ. Ông đi tỉnh thành nào cũng hùng hồn chỉ đạo, tỉnh thành đó trở thành mũi nhọn. Ông xuống Hải Phòng thì chỉ đạo phải tái hiện chiến thắng Bạch Đằng trong lĩnh vực kinh tế, trở thành đầu tàu của miền Bắc. Ông về Hà Nội thì chỉ đạo Hà Nội phải trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đông Nam Á. Hà Nội phải hùng cường, trước toàn quốc 10 năm, 15 năm, nghe mà hết cả hồn. Nhưng nếu có ai đó nhắc hỏi ông xem cái đường sắt Cát Linh Hà Đông bao giờ xong, không chắc ông đã trả lời được. Chuyện cái đường sắt biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Trung ấy có từ thời của ông vẫn còn làm phó, dân Bắc quen thói sách mé, phó làm chó, cho trưởng. Đã làm chó rồi thì chủ bảo ăn gì cũng phải ăn, cũng phải ăn chứ sao, đó cũng chẳng phải là lỗi của ông Nhưng bây giờ ông là trưởng rồi Thì quyền ông ý ông cả Cái đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy Là việc nhỏ nếu so với mục tiêu Hùng cường lớn lao mà ông đang vẽ ra tới năm 2045 Nhưng việc nhỏ mà cả một chính phủ kiến tạo không giải quyết được Thì cái mục tiêu hùng cường liệu có khả thi hay không? Lại nói đến những việc nhỏ hơn nữa như miếng thịt lợn mà suốt 4 tháng qua trên bảo dưới không nghe, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chỉ đạo của chính phủ cứ như cho con nít. Cấp dưới doanh nghiệp sân sau của các bộ ngành, các bố già coi như không. Xem ra cả một bộ máy khổng lồ cứ như diễn tuồng. Nhưng hiệu quả đã thấy rõ chỉ là đám phế vật mà thôi. Cái mốc 2045 nghe thì xa xôi nhưng thực ra nhanh lắm, thoát cái đã 10 năm rồi, kể từ ngày cái dự án Cát Linh Hà Đông rầm rộ tưng bừng khởi công và cũng mới chớp mắt từ cái ngày ông Tổng Bí thư họ Nông tại lễ kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2006, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã hùng hồn tuyên bố mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Giờ đây, cái mục tiêu vĩ đại ấy chẳng thấy ai nhắc đến nữa, mà cái núi nợ cao ngất từ cái thời người tử tế làm thủ tướng mà ông Tổng bí suốt hai nhiệm kỳ chỉ biết mỗi một câu cửa miệng, nuôi con gì, trồng cây gì. Sau 12 năm sau vẫn trả hết, vẫn chưa trả hết, mà lại tăng gấp đôi, gấp ba lần số nợ cũ. Trong một báo cáo gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thì trong 30 năm qua kể từ năm 1990 đến nay không những Việt Nam không trở thành một nước công nghiệp như mục tiêu đề ra mà tại Đại hội Đảng Toàn quốc là thứ 10 mà thậm chí còn tụt hậu so với Trung Quốc 20 năm, Hàn Quốc, Malaysia 30 đến 35 năm. Trong cùng thời gian đó, những nền kinh tế như Hàn Quốc, Malaysia đã hóa rồng hóa hổ từ lâu rồi. Mặc dù con số tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 7,02% sau nhiều lần, chỉnh sửa đã làm cho ông Tổng tịch ngất ngây như nhập đồng mây đen che phủ toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Nhưng nếu so sánh với các nước láng giềng trong khu vực thì với thu nhập bình quân đầu người Việt Nam vẫn thuộc mức các quốc gia có thu nhập thấp nhất Đông Nam Á. Nếu so sánh về con số GDP đầu người thì mức trung bình của thế giới là 11.000 đô la. Còn Việt Nam dù có được công nhận tới hơn 400 đô la thì mới có 3.000 đô la trên một đầu người. Và điều đáng nói hơn là khoảng cách tuyệt đối của con số này ngày một lớn hơn. Đến thời của ông Klmv Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng đặt ra cái mục tiêu hùng cường nước có thu nhập cao đến năm 2045. Chẳng biết những khái niệm mới lạ này có những tiêu chí nội hàm ra sao? Thu nhập cao là cao so với thế giới, khu vực hay là cao so với cái mốc GDP đầu người chưa đến 2.600 đô la hiện tại? Để rồi, đến cái mốc thời gian đó, lại có một ông tổng tịch tự sướng với thành tựu vĩ đại của đảng đã bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay. Những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quả thực có một siêu năng lực khả năng tự huyễn hoặc và dối trá vô hạn họ có thể nói về một điều hoang tưởng với niềm tin sâu sắc như thể đó là chân lý vậy tất cả những ai nói trái chiều với điều đó là phản động những thế hệ lãnh đạo từ lê duẩn tới nông đức mạnh và bây giờ là nguyễn phú trọng và nguyễn xuân phúc đều có một đặc điểm chung giống nhau hội chứng của các lãnh tụ cộng sản này được đặt một cái tên mỹ miều là phép thắng lợi tinh thần mà Văn Hào Lỗ Tấn mô tả trong tác phẩm nổi tiếng AQ chính truyện theo ngôn ngữ đương đại thì đó là một thói tự sướng hay thủ dâm chính trị. Nhưng nói thật, nếu mà Lỗ Tấn đội mồ sống lại chắc chắn phải sang Việt Nam chọn các ông bà Trọng Phúc Ngân Vượng làm mẫu hình cho AQ chính truyện 4.0 của cái gọi là thời đại Hồ Chí Minh, một thời đại mà ăn cướp, là công an, lưu manh là chính khách và trên thượng tầng quyền lực chỉ toàn lũ cốc nhái giao dạng đạo đức cách mạng. Trong những năm vừa qua, xung đột quyền lợi đất đai giữa người dân với doanh nghiệp được bảo hộ bởi phe nhóm lợi ích đã sinh ra thế hệ dân oan vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Việt Nam cũng như cả nhân loại. Nếu như vụ án nọc nạng là vụ án tranh chấp đất đai là một ví dụ điển hình trong chính sách phân chia và quản lý ruộng đất bất công tại Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc, thì dưới thời đại của Hồ Chí Minh ngày nay chúng ta sẽ không thể kể ra hết bao nhiêu vụ tranh chấp đất động, chấn động đến rúng động. Trong đó vụ Đặng Văn Hiến ở Đắk Lắc hay Nguyễn Bá Thanh sàn Phẳng ở giáo sứ Cồn Dầu Đà Nẵng, vụ Tiên Lãng ở Hải Phòng, Thủ Thiêm, Long Hưng, Lộc Hưng, Dương Nội hay mới nhất là Đồng Tâm. Còn rất nhiều trên khắp đất nước Việt Nam đâu cũng có dân oan. Tất cả đều là nạn nhân của chính sách bất công đất đai hiện nay gây ra. Ở Việt Nam bỏ qua nguồn gốc mọi bất công là ở chế độ chính trị. Nguyên nhân chính gây nên bất công trong đất đai bởi vì nhân dân không có quyền làm chủ mảnh đất của mình. Vì trong luật sở hữu đất đai hay kể cả trong hiến pháp cũng rất mơ hồ. Đến giờ này, chính chúng ta gần như không xác định được ai là chủ đất của mình đang ở ta hay nhà nước. Về sở hữu đất đai điều 53 54 hiến pháp và luật đất đai sửa đổi năm 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thực hiện quyền quyết định hay quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai. Chính những điều luật mơ hồ đó đã tạo ra kẽ hở cho quan chức địa phương cấu kết với doanh nghiệp dắp tầm cướp miếng đất ấy. Nhiều nước trên thế giới họ quy định rõ ràng đất đai nào là của nhà nước và đất đai nào là của người dân. Còn ở Việt Nam, nhà nước đại diện quyền sở hữu về đất đai nhưng không ít công chức đã lạm dụng quyền lực để tham nhũng đất đai nên mới xảy ra khiếu kiện tố cáo hào loạt. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai mà nhà nước đã là người đại diện đang tạo ra một kẽ hở vô cùng thuận lợi cho một bộ phận cán bộ công quyền bởi quyền chuyển mục đích sử dụng đất lại nằm trong chính quyền địa phương. Một mảnh đất nông nghiệp có giá trị rất nhỏ nhưng chỉ cần chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất đó thì giá trị của nó tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng toàn bộ khoản tranh lệch đó thì do chính quyền hưởng thụ. Bọn cầm quyền ở Dương Nội ép giá 200.000 đồng trên 1 mét vuông đất sau đó bán cho doanh nghiệp với giá 35 triệu trên một mét vuông. Đó đó là một ví dụ cho thấy quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam không có. Đó là nguồn gốc sinh ra thế hệ dân oan nằm vật vạ ở quốc hội mấy thập kỷ qua. Vụ án nọc nạng công lý được thực thi. Mặc dù tòa án hay luật sư người Pháp nhưng vẫn sử dụng công bằng cho người dân nước thuộc địa được lại điều đó. Thời đại của Hồ Chí Minh thật xót xa khi chính người Việt đối xử với người Việt một cách man dợ, cướp đất xong còn tìm cách hãm hại những người đứng lên đấu tranh chống lại cướp đất, thậm chí bắt bỏ tù chị Cấn Thị theo là một nạn nhân hay chúng dồn anh Đặng Văn Hiến phải bị tử hình. Hoặc chúng sẵn sàng nổ súng vào đồng chí đồng đội của mình như cụ Lê Đình Kinh. Một chế độ vô cùng tàn bạo. Theo luật hay cách điều hành nhà nước của quan chức đảng viên Cộng sản thì người dân Việt Nam ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn cướp đất, ai cũng sẽ là một tù nhân dự bị vì chúng chưa nhòm ngó tới miếng đất của mình mà thôi. Sự quản lý đất đai đã tạo quyền lợi cho cường quyền tham nhũng cho đến nền tư pháp hèn hạ. Tất cả những sự việc đó là bởi so sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Những người Cộng sản luôn có những đặc quyền, đặc ân vì trung thành với Đảng. Khi họ chết đi, thậm chí còn có người được cấp mấy chục hecta đất để làm lăng mộ mới thấy. Không có lý do gì mà người Cộng sản không bất chấp mọi thứ để phục vụ cho Đảng. Trong khi người dân đen cả một nghĩa trang đang yên đang lành như thế vì lợi nhuận mà nhà cầm quyền sẵn sàng san phẳng để làm dự án. Cũng là một nạn nhân lần này Lần thứ ba đi tù hôm nay chị Cấn Thị Thêu cùng với hai người con bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam, họ đã đứng lên đấu tranh đòi đất cho chính họ và cho những người khác. Gia đình 5 người mà trong đó có đến 4 người bị đi tù vì những hành động bảo vệ đất. Gia đình chị Cấn Thị Thêu đáng được lưu vào sử sách, đáng được tôn vinh và ca ngợi. Trong bức thư từ trại giam ra chung Tết năm 2017 gửi cho bà con dân oan, chị Cấn Thị Thêu nói rằng quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại đất đai, quyền sống, quyền con người mà chế độ Cộng sản đã cướp đoạt của gia đình tôi và những người cùng cảnh ngộ. Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rằng tranh đấu để đánh đổ các di tích phong kiến, đánh đổ cách bạo lột, cách bóc lột theo lối tiền sự tới tiền tư bổn và để thực hành thổ địa cách mạng cho triệt đệ. Trong thể hình phong kiến không còn, thì năm nay trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nên ghi vào cương lĩnh Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam rằng quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại đất đai, quyền sống, quyền con người mà chế độ độc tài đã cướp đoạt của mọi người dân Việt Nam dựa theo ý trong bức thư của chị Thều không cần viết hàng hàng lớp lớp khẩu hiệu dương cao tự do dân chủ công bằng văn minh giả hiệu gì cả, chỉ cần trả lại đất cho dân Thủ Thiêm, dân Dương Nội, dân Lộc Hưng, cho tất cả dân oan bị chế độ cướp đất bao nhiêu năm nay viết những khẩu hiệu đó treo khắp đường phố Hà Nội. Vậy là đủ rồi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi